nàng đã thương tiếc một sớm liền rằng hầu tiễn đưa. Đã đến giờ tiến hành thức lễ thành diện, xin mời quý vị các ban nghi lễ của bổn số khởi cho ba hầu tiễn cổ và hội đồng gia tộc khởi cho ba hầu chức cổ.
các vị chính quyền mặt trận, chi hội người cao tuổi, chi hội chữ thập đỏ, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của khối phố năm phường Hội Điền, và kính thưa tất cả các vị công nhân trưởng thường trong ban trị sự của làng của Xuân, kính thưa thân tộc đầu ngoại, quý vị công xuôi gia, quý bà con, quý bạn bè thân hữu gần xa của mùa thể hiện gia đình tạm môn hiếu viên, kính thưa quý vị, đời người như chiếc lá đôi, hôm qua còn đỏ mà nay mất rồi. Thật vậy, kể từ hôm nay và mãi mãi về sau, tại mảnh đất khối phố năm phường Bình Điền thân thương này đây, quý vị bà con chúng ta không bao giờ còn nhìn thấy hình ảnh thân thương của ông Nguyễn Quang Quang đâu nữa. Kính thưa quý vị, 60 tháng mùa xuân, thế lệ người đã vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi đau tại cái ngôi nhà này. Bởi vì mẹ bị hại mất đi hiếu tử thân thương của mình, vợ đã vĩnh viễn mất chồng, con vĩnh viễn mất cha, cháu vĩnh viễn mất ông, và từng biết không, anh chị em thân thuộc trong gia đình đã mất đi người thân thương của mình. Thân tộc nội ngoại đã mất đi một người con trai, một người con rể vẫn còn đức độ. Kính thưa quý vị, rò đầu hóa chút lát nữa đây mà thôi, xin được quý vị, xin được bà con được đóng một rồi chờ tắm của ngôi phố, tiền nữ hương linh về với cõi quê thần. Giờ đây trước hương án của người, cùng với đội chờ tắm, bản thân tôi là đóng một đến từ trung tâm dịch vụ mai táng chuyên nghiệp Văn Anh chợ tổng địa phương địa bàn. Về đây cùng với quý vị, cùng với bà con, trước hương án của người, đốt nén nhang lòng đối lời bi ai. Trong giờ phút sinh ly nữ việc này, kính mong quý vị, kính mong bà con chúng ta hoan hỷ, dành cho tổng mục, dành cho bổn hội ông công chúng tôi khoảng thời gian thật sự trang nghiêm, để chúng tôi làm tròn phần sự của mình. Xin trân trọng cảm ơn liền quý vị. Một ngày yêu
diễn mã hỡi còn đâu. Các con trẻ con đâu có quát đời người, về trời về các con hành trình trên cuộc sống. Thương đến nơi giờ đây nhìn giá đào, mẹ hiền, vợ quý và con yêu. Các cháu anh chị em của người lễ tuôn dòng ước đắm thế này đây. Trời ơi nhân gia đạo thế này đây, đi làm sao không đau lòng trốn già linh nơi xuống già ra đi mãi mãi ương linh.
anh em bổn hồi. Mặc dù giữa đêm khuya tận thế này đã đi, những nghĩa tử là nghĩa tặng, thể hiện tình người nghĩa sẽ tìm đâu cùng với gia đình làm con. Mong rằng anh em chúng ta cùng nhau đồng sức chung lòng, cùng những trò tạo hoa tiễn đưa người ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Thôi đi hỏi hương bên đâu, còn tạm thở thì còn chiếu rét thì đâu có mẹ. Tôi nhớ yêu và đàn con trẻ, thôi thì giờ đẩy cho phúc linh cửu đất trình. Nãy lòng một mấy bổn hồn con chúng tôi đây. Kính thưa ban nhân dân chính, hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ, khu phố 5, phường Vĩnh Địa, bè thân hữu gặp xa của gia đình. Chào mừng con, cha, anh, ông, cháu của chúng tôi, ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm Giáp Ngọ 1954. Quê quán thôn 3, phường huyện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thường trú số 5, đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điền, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Qua thời gian lắm bệnh nạn, mặc dù đã được vợ, con và gia đình, các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa nhưng không qua khỏi. Ông đã rút hơi thở cuối cùng vào lúc 21 giờ 33 phút ngày 10 tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 1 tháng 6 năm Tân Sửu, hưởng thọ 68 tuổi. Trong những ngày qua, gia đình chúng tôi đã được chính quyền địa phương, bà con, các đoàn thể, bạn bè, thân hữu đã đến hỗ trợ, giúp đỡ, động viên, viếng thăm, gửi vòng hoa chia buồn. Và sáng hôm nay, đến kiển đưa linh cữu ông về nơi ra nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang gia tộc phường huyện Nam Đông, Điện Bàn. Gia đình chúng tôi xin trình hai mâm trầu ca rượu và hai thanh bình. Cảm tạ chính quyền địa phương, các đoàn thể, khu phố năm, đội trợ tâm công quý bà con. Đồng thời, tôi thay mặt cho gia đình xin cảm ơn ban quân dân chính, hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ khu phố năm, phường Vĩnh Điền, đội trợ tâm ông công, công ty Văn Anh, quý cơ quan, đoàn thể, đơn vị, quý bà con, hội đồng gia tộc và cao phòng xóm lắm diện họ nội ngoại thông xuôi gia vận bè thân tử gần xa của gia đình. Trong lúc tân gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình mang được nhận sự cảm thông và được thứ, xin trân trọng cảm ơn. Và kính thưa hương linh ông Nguyễn Văn Quang, người về bên ấy có hay chăng, còn kẻ ở dương gian nóng lệ đầy. Kính thưa quý vị, không có sự bù đắp nào bất với nỗi đau quằn quại của gia đình này, bởi vì mẹ lại bắt đi người con trai thân thương của mình, nghĩa vợ đẹp chồng giờ đấy đôi đường đôi ngả, các con về đây đâu còn cha nữa.
các cháu đó còn được ông nội ôm vào lòng lũ về đáng yêu như ngày nào. Tuần thuyết phóng anh chị em trong gia đình để mất đi người thân của mình. Gia tộc đầu ngoại đã mất đi một người con trai, một người con rể vẹn toàn đức độ. Kính thưa quý vị, quẹn nỗi đau với lời phát biểu của vị đại diện gia đình, không biết phải nói làm sao để ghi ơn công đức của liệu quý vị và tất cả những công đức ấy, con cháu của Hương Linh, cho nguyện các bố quý tâm công đức liệu quý vị suốt cả cuộc đời. Kính thưa quý vị, mặc dù giữa mùa dịch bệnh Covid thế này đây, phải giãn cách xã hội, không tụ tập quá 50 người, nhưng nghĩa tử là nghĩa tình. Quý vị bà con chúng ta bỏ con tập về đây thì giúp đỡ hỗ trợ gia đình trong công tác hậu sự cho con, cho chồng, cho cha, cho anh, cho em, cho người thân của dân tộc. Với những công đức ấy, với nợ thân quý vị đại diện gia đình, con cháu của người nguyện gác bố quy tâm suốt cả cuộc đời. Kính thưa quý vị, sau khi tổng hợp bốn hội ông công hành lễ định diện, gia đình có dùng lễ vật kim ngân để đáp lại sự chân tình của các lãnh đạo đảng, lãnh quyền địa phương, các hội đoàn thể, hội đợt tám, tổng cộng và bốn hội công công và danh nghĩa tương ác của người. Xin trọng kính mời vị đại diện chi hội người cô tuổi của phố năm cũng như đại diện hội đợt tám của phố năm về vị trí tương ác của người có đôi lời phát biểu và đón nhận tình cảm của gia đình đảng ông hiếu quý. Xin được kính mời. Kính thưa lãnh đạo chính quyền, văn tắc mặt trận, đại diện các đoàn thể, chi hội người cao tuổi, kính thưa hội đồng gia tộc, kính thưa đại diện mong số và thưa toàn thể tham gia yêu quý đầu đi ông công. Ông Nguyễn Văn Quang là công dân của Đông Nam tổ ba khối năm phường Vĩnh Điện. Hội người cao tuổi được phân công theo quy chế tam lễ của khối phố là phụ trách về việc vấn đề nghi lễ, thì trong điều kiện là dịch đang mở rộng ở Việt Nam chúng ta đang ngày càng tăng lên, cho nên tình hình cách ly ngày càng phải giữ gìn cho tốt. Thì ban đại diện chúng tôi cảm thấy là khó thực hiện cái việc để đưa ông đi một cách cho nó ấm cúng như những cái đám khách trước đây. Nhưng mà với cái tình cảm của anh em cũng như bà con hiện có mặt, chúng tôi thấy nó tràn đầy hơn nỗi lo của hội người cao tuổi nữa. Thì tôi chân thành xin phép gia đình cảm ơn toàn thể bà con và cũng xin mong dịch vụ tạo mọi điều kiện để đưa cửu ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn. Hiện nay là có một số xe chúng ta đang đậu bên phía
phải của đường, và chúng ta di chuyển hết xe về phía hướng xe ba. Và chúng ta lưu ý cho các bạn tài xế xe, sau khi quan tài được đưa từ nhà ra xe ta, xe sẽ di chuyển lên ngã tư Phạm Hữu Thứ và Mẹ Thứ, rẽ trái về hướng trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn. Và chúng ta sẽ về quê mẹ, quê cha của Hương Linh tại đặt xe đạp đỏ của ngã tư thị xã Điện Bàn. Và sau đó chúng ta sẽ di chuyển tiếp về ngã bệnh viện Việt Đức cũ và đi về ngõ Tân Mỹ, và chúng ta sẽ tới đại sảnh Sơn Văn và về hướng địa tài gia tộc. Và một lần nữa lưu ý và mời tất cả các tài xế xe, chúng ta cho xe di chuyển hết về vị trí cố định để quý vị chúng ta ngồi trở lại. Và chúng tôi xin được sắp xếp xe như sau. Xe đầu tiên là xe tiếp đón lễ nhạc, xe số 2 là xe di ảnh, xe số 3 là xe quan tài, xe số 4 là xe lễ nước và hoa, xe số 5 là xe 16 chỗ dành đi cho lên đội đà ta, xe số 6 xe 16 chỗ dành đi cho lên đội đà ta, xe số 7, số 8, số 9, số 10 đến xe số 15 là những chiếc xe phục vụ cho công tác tổ chức lễ người ta. Tại vì vậy, chúng tôi xin được thông báo cho các bạn có thể xuống xe, chúng ta chuẩn bị xe đúng vị trí để chúng ta có trở lại. Xin mời quý vị